Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 64 phép trừ trong phạm vi 100.000 tiết số 2. Bài số 1 tính nhẩm theo mẫu 90.000 ta trừ cho 30.000 hay gọi là 90.000 ta trừ cho 30.000 như là bằng là 60.000. Bên này là có 4 chữ số 0, bên này có 4 chữ số 0. 9 ta trừ cho 3 là bằng 6, 4 chữ số 0 chúng ta viết lại. Rồi cái này cũng vậy, đây 4 chữ số 0, bên này 4 chữ số 0. 7 ta trừ cho 5 là bằng 2. 4 chữ số 0 chúng ta viết lại. Như là bằng là 20.000. 8 ta trừ cho 4 là bằng 4. 4 chữ số 0 chúng ta viết lại. 6 ta trừ cho 2 là bằng là 4. 4 chữ số 0 chúng ta viết lại. Cái này khác này. Cái này chúng ta sẽ tính là 3 chữ số 0 thôi ha, 3 chữ số 0. 100 mà ta trừ cho cái này chúng ta sẽ tính 4 chữ số 0 cũng được, hoặc là này, hoặc là 3 chữ cũng được, 4 chữ. Như vậy bây giờ nó còn lại là 10, 10 ta trừ cho 5 là bằng là 5. 4 chữ số 0 chúng ta viết lại. 50.000. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B. 47.000 ta trừ cho 5.000. 7.000, chúng ta tắt nó riêng cái chữ nghìn. 7.000 ta trừ cho 5.000 là bằng là 2.000. Như vậy chúng ta ghép với lại 40 này nữa là 42.000, riêng cái phần nghìn. Cái này thì thay vì người ta họ 3 chữ số 0 thì chúng ta thay bởi chữ nghìn. 3 chữ số 0 thay bởi chữ nghìn. 3 chữ số 0 chúng ta thay bởi chữ nghìn. Cái này là gì đây? 25.000 ta trừ cho 5.000 còn là 20.000. Này là 39.000 ta trừ cho 8.000 là 31.000. 42.000 ta trừ cho 6.000. Cái chỗ này chúng ta chú ý chỗ này nè. Chữ nghìn và chữ nghìn. Chúng ta để im. Như vậy là 42 mà ta trừ cho 6, như vậy là bằng là 36. 36.000. Rồi chữ nghìn chúng ta để nguyên. 54 mà ta trừ cho 24, như vậy là còn là 30. 30.000. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2, đặc tính đầu tính. Chúng ta đặt cái là cái hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục, hàng trăm theo hàng trăm. Hàng nghìn theo hàng nghìn, hàng chục nghìn theo hàng chục nghìn. Chúng ta tính cái hàng đơn vị trước. 9 ta trừ 4 bằng 5. 2 ta trừ 5 hơn được, ta lấy 12 trừ 5 còn 7. 7 trả 1, 3 1 4. 6 mà ta trừ 4 còn 2. 1 ta trừ 6 được, ta lấy 11. 11 trừ 6 còn 5. 5 là trả 1. 4 1 5. 7 ta trừ cho 5 còn 2. Cái này là 5 chỉ số này, 4 chỉ số chú ý. Năm ta trừ cho 9 nó được, ta lấy 15. 15 ta trừ 9 còn 6. 6 trả 1. 6 1 7. 8 ta trừ 7 còn 1. 2 trừ 5 được, ta lấy 12. 12 ta trừ 5 còn 7. 7 trả 1. 6 1 7. 7 trừ 7 còn 0. 3. Tám là ta trừ cho 3 bằng 5. 2 ta trừ 7 được, ta lấy 12. 12 trừ 7 bằng 5. 5 ta trả 1. 5 1 6. 6 trừ 6 bằng 0. 9 1. Nó qua trang tiếp theo. Bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Cái biểu thức này là cái chữ M. Cái biểu thức này là cái chữ N. Câu A, giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị biểu thức N. Như vậy chúng ta sẽ tính rồi chúng ta mới biết được cái nào là lớn hơn. Rồi 60.000 ta trừ cho 8.000, rồi sau đó ta cộng cho 4.035.
Rồi kết quả chỗ này thì chúng ta thầy tính nhóc ở ngoài là bằng là 56.035. Rồi kết quả bên này. Rồi kết quả bên này thì chúng ta sẽ được là 56.040. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xem hai số này số nào lớn hơn. Đây là 5 chữ số, này cũng 5 chữ số. Cái này là 56.035, còn này là 56.040. À, như vậy cái hàng chục đây là 5. À, cái hàng, hàng đơn vị đây là 3, hàng đơn vị đây là 4, vậy số này lớn hơn. Như vậy là cái biểu thức N này lớn hơn M. Giá trị M lớn hơn giá trị của N, không phải. Giá trị của biểu thức M bằng gì? Giá trị của N, không phải. Giá trị của M bé hơn giá trị của N, cái này đúng. Câu C. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Một tàu đánh bắt cá xa bờ tháng 8 đánh bắt được là 8.670 kg cá. Tháng 9 bắt được là ít hơn tháng 8 là 2.490 kg cá. Hỏi cả 2 tháng tàu đã đánh bắt được là bao nhiêu kg cá. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đi tính cái tháng tháng 9 này là bao nhiêu, rồi sau đó chúng ta cộng với tháng 8 thì nó ra cả 2 tháng. Số kg cá tháng 9 bắt được là số kg cá tháng 9 đánh bắt được là, rồi tháng 8 là đánh bắt được là 8.670 và tháng 9 là ít hơn tháng 8 là trừ ra 2.490 bằng bằng là 6.180 kg cá. Rồi tháng 9 đây, tháng 8 đây, cộng lại số kg cá cả 2 tháng đánh bắt được là 8 là 8.670. Ta cộng với lại tháng 9 là 6.180 bằng bằng là 14.850 kg cá. Đáp số là 14.850 kg cá. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho tích hợp. Tìm hiệu của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau và số bé nhất có 5 chữ số. Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là, người ta nói rằng là số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Như vậy số bé nhất thì bắt đầu nó phải là chữ số 1 à. Số 1, số 0, rồi số 2, số 3, số 4. 5 chữ số chưa? 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Như đây là số bé nhất mà có 5 chữ số khác nhau rồi. Nó không có số, không có chữ số nào giống nhau được. Rồi số bé nhất có 5 chữ số là số 1, 0, 0, 0, 0 rồi. Nên là 10.000. Hiệu hiệu là trừ. Như vậy ta lấy số này ta trừ số này à. Hiệu là trừ thì chúng ta sẽ lấy là 10.000 không 10.234, ta trừ cho 10.000 bằng là 234. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.
Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đoạn sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.